Quả thật là quá bất ngờ, sự kiện của Apple vừa mới kết thúc cách đây một vài phút thôi. Và đây chính là sự kiện Scary Fast đến từ Apple. Ngay từ đầu sự kiện thì CEO Tim Cook đã nói ngay về chủ đề của sự kiện lần này. Đó chính là về những dòng sản phẩm Mac. Ông cũng thể hiện niềm vui khi mà đem đến những cái dòng sản phẩm Mac với Apple Silicon trong suốt 2 năm vừa qua. Và đây sẽ là những thứ mà các bạn cần phải lưu ý ở trong cái sự kiện lần này. Vậy thì sẽ có gì mới đến từ Apple? Thay vì tách riêng những sự kiện ra để giới thiệu thì Apple đã mang đến cả 3 dòng chip là Apple M3, M3 Pro và M3 Max. Điểm đặc biệt nhất ở trên những con chip M3 này đó chính là tiến trình 3 nanomet. Với tiến trình 3 nanomet này thì trung bình mỗi lát cắt của một sợi tóc họ có thể chứa đến 2 triệu bóng bán dẫn ở trên đây. Điểm đặc biệt nhất ở con chip này đó chính là sự nâng cấp lớn về GPU. Với sự nâng cấp của GPU thì chúng ta sẽ có thêm cái công nghệ là Dynamic Caching. Theo như bọn mình tìm hiểu thì Dynamic Caching nó giống như là cái cách mà AMD họ làm Infinity Cache của mình vậy. Trước đây chúng ta có thể phải dựa vào VRAM để có thể định hình được cho cái cache của cái GPU, làm sao cho máy có thể xử lý đồ họa được một cách tốt nhất. Thì đến thời điểm bây giờ chúng ta không cần phải dựa vào cái này nữa. Ở trong mỗi con chip M3 thì sẽ có một phần là Unified Memory, hay chúng ta gọi nôm na ở trên những cái máy tính Windows hoặc là những cái nền tảng x86 là RAM. Trong những trường hợp cần kíp thì hiện tại GPU của những con chip M3 có thể sử dụng một phần của Unified Memory để làm cache cho mình luôn, chứ không cần phải phụ thuộc vào cái VRAM riêng của mình nữa. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến những tốc độ cực kỳ khủng, những khả năng xử lý đồ họa cực kỳ mạnh mẽ mà chúng ta sẽ nói trong phần sau nha. Cái tính năng này thì cho phép các nhà phát triển game có thể tạo ra những thế giới với những chi tiết rất cao mà không cần phải quá tải về CPU. Nó xác định ở trong một cảnh sẽ cần có những gì và cần những chi tiết ra sao, hay chúng ta gọi là mức độ chi tiết LOD. Các đối tượng chính sẽ có chi tiết tốt hơn, các đối tượng ở xa sẽ được vẽ ít chi tiết hơn. Và gần như tất cả những gì bạn thấy trên màn hình là một tập hợp các hình tam giác nhỏ để nhóm lại với nhau, sau đó để tạo ra một hình nhân vật để dễ dàng nhận biết nhất. Hai tính năng Ray Tracing và Mesh Shader này sẽ giúp cho không chỉ người chơi mà người lập trình ra những con game có thể mang lại cho các bạn những thế giới cực kỳ hoàn hảo. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ có nhân CPU mạnh hơn. Với cùng một hiệu năng thì con chip M3 sẽ có điện năng CPU và GPU chỉ bằng 1/2 so với M1 mà thôi. Và tương tự, so với cùng hiệu năng thì CPU sẽ bằng 1/4 CPU của laptop. GPU thì sẽ ăn chỉ 1/5 điện, ngang với CPU laptop. M3 thì sẽ là một cái sự nâng cấp so với M2 và M1 với 10 nhân GPU. M3 Pro thì sẽ được khởi điểm với 12 nhân CPU, bao gồm là 6 nhân P và 6 nhân E, 18 nhân CPU và 36 GB RAM. Trong khi đó con M3 Max sẽ có 16 nhân CPU, bao gồm 12 nhân P và 4 nhân E, tối đa là 128 GB. Chúng ta sẽ có một phiên bản thấp hơn nữa là 14 nhân CPU và 30 nhân GPU. Rõ ràng nếu như con chip M3 này nó chỉ ra mắt khơi khơi vậy thôi thì liệu rằng đâu sẽ là cái dòng sản phẩm chính thức của chúng ta? Đây chính là những con MacBook Pro mới. MacBook Pro mới thì sử dụng cái thiết kế tương tự với MacBook Pro 14 inch. Chúng ta sẽ có một quạt và khả năng cao là phiên bản M3 Pro và M3 Max sẽ có hai quạt, mặc dù Apple chưa nói bất cứ thứ gì về điều này cả. Trong khi đó, Apple cũng tiếp tục cho ra mắt một phiên bản khác cũng y hệt cái ngoại hình như thế này, là con MacBook Pro 14 inch nhưng mà nó chạy con M3 Pro. Cái con M3 Pro này thì sẽ có thể sử dụng được MATLAB này, Xcode này, hay thậm chí là Photoshop có thể nhanh hơn. Và đặc biệt là cái con này nó có thể xuất ra hai màn hình XDR đến từ Apple. Các bạn có thể lựa chọn ra hai phiên bản 14 hoặc là 16 inch. Và hiện tại thì con máy này nó sẽ không phù hợp với những bạn học sinh sinh viên nữa, mà về cơ bản là nó sẽ phù hợp để cho người sáng tạo nội dung rồi. Vì vậy nếu các bạn cần có thêm một khả năng sử dụng đỉnh cao nữa thì Apple cũng cho các bạn thêm một option khác, đó chính là phiên bản M3 Max cũng được chạy trên MacBook Pro 14 và 16 inch. Với con chip M3 Max này hiện tại các bạn không chỉ còn được gói gọn những các công việc liên quan đến lập trình, MATLAB hay là Photoshop nữa, mà đến bây giờ thì con chip này nó dành riêng cho cái việc là chúng ta lập trình 3D luôn. Chúng ta có đến 128GB RAM, mà có nghĩa là ngang với số lượng RAM lớn nhất của con M1 Ultra luôn. Và đặc biệt là chúng ta có thể xuất 4 màn chất lượng cao, thường là màn Apple Pro XDR. Chúng ta có đến 22 tiếng dùng pin, mạnh hơn 11 lần so với những dòng MacBook Intel mạnh nhất. Đây sẽ là những cái dòng sản phẩm mà hướng thẳng đến những người làm tác vụ nặng đô như là Machine Learning, Render 3D hay là dựng phim. Còn cá nhân mình nghĩ rằng là nếu như các bạn không quá liên quan đến những cái công việc như thế này, các bạn chỉ gọi là nhà sáng tạo nội dung ở mức gọi là bán chuyên nghiệp dư hoặc là cận chuyên nghiệp giống như bọn mình, thì các bạn có thể dùng cái phiên bản M3 Pro, thế là đủ rồi. Tất nhiên để mà đáp ứng cho tất cả những nhu cầu sáng tạo nội dung thì cái bản thân con MacBook này cũng sẽ phải có một cái vài sự khác biệt. Tuy nhiên những cái sự khác biệt này thì nó chỉ gói gọn ở trong một vài những cái nâng cấp nhẹ thôi. Ví dụ con MacBook Pro này thì sẽ có phiên bản màn hình mới, đó chính là màn hình XDR có thể lên đến 1000 nits với những nội dung tiêu chuẩn. Độ sáng cao nhất của nó có thể lên đến là 1600 nits nếu như sử dụng và tối ưu những cái nội dung HDR.
Tất nhiên là chúng ta có màu mới Space Black 100% được làm bằng nhôm tái chế. Nó sẽ được cài sẵn macOS Sonoma, có thể chia sẻ màn hình để hoạt động trên máy tính Mac khác. Game Mode sẽ dành riêng cho việc chơi game và có thể sử dụng trực tiếp song song với những dòng sản phẩm máy tính và tất nhiên là sử dụng song song trực tiếp với những dòng điện thoại iPhone luôn. MacBook Pro phiên bản 14 inch thì sẽ bắt đầu với mức giá là $1,599, trong khi phiên bản Pro 16 inch sẽ có mức giá rẻ nhất dành cho phiên bản M3 Pro là $2,499. Lên cái đầu đó rẻ nhất các bạn phải bỏ ra là khoảng 35 triệu. Thì rõ ràng đây là mức giá mà chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận được khi mà những cái dòng MacBook cũ phiên bản 13 inch gần như là Apple đã không được ra mắt nữa. Cuối cùng là chúng ta sẽ có một con iMac mới. Con iMac này sẽ dùng chip M3 với 7 màu sắc khác nhau. Nó vẫn giữ nguyên những cái điểm mạnh của iMac 24 inch M1 như là camera FaceTime Full HD. Về cơ bản thì đây chỉ là cái phiên bản nâng cấp nhẹ của con chip mà thôi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có giá khởi điểm là khoảng $1,299. Có nghĩa về Việt Nam mình nghĩ loanh quanh của nó sẽ rơi vào khoảng 27 đến 30 triệu đồng. Và cuối cùng, một trong thứ mà Apple mang đến cho chúng ta đó chính là toàn bộ sự kiện này trong vòng 30 phút thì họ sẽ chỉ ghi nó bằng iPhone và dựng trực tiếp trên những con Mac luôn. Toàn bộ sự kiện này chúng ta phải xem đến cuối cùng thì mới biết được rằng Apple đã quay và dựng nó trên toàn bộ hệ sinh thái của mình. Tất nhiên là cả cái video này mặc dù được quay trong đêm và rất nhiều hệ thống khác nhau, nhưng mà Apple đã quay nó trên một chiếc iPhone các bạn ạ. Studio của mình cũng đã sử dụng những dòng sản phẩm Apple để quay phim chuyên nghiệp từ bấy lâu nay rồi, và đặc biệt là những phiên bản 15 mới nhất. Và bởi vậy bạn nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm iPhone thì đừng quên để truy cập vào đường link phía bên dưới. Các bạn nào dùng cơ bản để tham khảo MacBook Air M2 14 inch, mức giá loanh quanh khoảng 26 triệu 7, hoặc là MacBook Air M2 15 inch, mức giá loanh quanh chỉ khoảng 30 triệu mà thôi. Thậm chí MacBook Air M1 chỉ có 19 triệu. Những dòng máy của Xiaomi S thì cũng sẽ có chương trình áp dụng thu cũ lên đời, trợ giá giảm lên đến 2 triệu và nhiều ưu đãi thanh toán ngân hàng hấp dẫn khác. Đừng quên truy cập vào đường link phía bên dưới đến ngay với Xiaomi S. Mình sẽ ghi ở trong phần comment cũng như trong phần mô tả nhé.